Thân nhân của hành khách Hoa Lục trên chuyến bay MH370 đến Mã Lai, tin từ Kuala Lumpur, Mã Lai. Vào ngày hôm nay, thân nhân của các hành khách trên chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines mang ký hiệu MH370 bị mất tích gần một năm về trước đã đến thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai để đòi chính phủ và hãng hàng không Mã Lai xác định rõ ràng số phận của người thân của họ. Số người này từ Hoa Lục đến phi trường trong chiếc áo màu đỏ có hàng chữ in cầu nguyện cho MH370 trong một chuyến đi được sắp xếp sau khi chính phủ Mã Lai tuyên bố rằng chuyến bay MH370 mất tích là một vụ tai nạn, mở đường cho hãng hàng không Malaysia Airlines xúc tiến đợt bồi thường cho người thân của các nạn nhân, trong khi cuộc tìm kiếm chiếc phi cơ mất tích vẫn còn đang tiếp diễn. Chiếc Boeing 777 mất tích ngày 8 tháng 3 năm ngoái, cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn, không lâu sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur và hướng đến Bắc Kinh. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tháng trời không mang lại kết quả. Đại diện của nhóm thân nhân của các nạn nhân chuyến bay MH370 là bà Kelly Wen cho biết, họ có 3 mục đích liên quan đến chuyến đi. Bà nói, trước hết, chúng tôi muốn hãng hàng không Malaysia Airlines cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Thứ hai là chúng tôi có mặt ở đây để thảo luận về loan báo của Cục Hàng không Dân dụng Mã Lai nói rằng MH370 mất tích là một tai nạn. Chúng tôi muốn được sự giải thích vì sao Cục Hàng không Dân dụng Mã Lai tuyên bố như vậy. Cuối cùng là tất cả các gia đình của chúng tôi đang phải đối phó với sự khó khăn về tài chính và chúng tôi muốn hãng hàng không Malaysia Airlines cung cấp tài chính cho chúng tôi theo phương cách mà họ có thể. Con trai của một nạn nhân trên chuyến bay bị mất tích nói rằng chính phủ Malaysia đã không có chứng cứ khi nói về nguyên nhân xảy ra chiếc phi cơ. Hãng hàng không Malaysia Airlines loan báo rằng chiếc phi cơ bị mất tích vì tai nạn, cho phép gia đình của các hành khách nạn nhân có thể được trợ giúp thông qua việc bồi thường theo phụ lục số 12 và 13 của Hiệp hội Hàng không Dân dụng Quốc tế. Phần lớn các hành khách ngồi trên chiếc phi cơ bị mất tích là người từ Hoa Lục.